Do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 5, tại Đà Nẵng, mưa lớn liên tục xuất hiện ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố. Trong khi ở khu vực nội thành, một số tuyến đường, khu dân cư ngập sâu trong nước, thì tại các xã miền núi của huyện Hòa Vang, nguy cơ xảy ra sạt lở đất cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các hộ dân sống xung quanh khu vực đồi núi. Lực lượng công an các xã cùng chính quyền địa phương chủ động triển khai phương án di dời dân đến nơi tránh trú an toàn. Sự chủ động này nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân ở những khu vực xung yếu khi xảy ra thiên tai, bão lũ. Tôi đang có mặt tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Trước tình trạng mưa lớn kéo dài những ngày qua và nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thì công an xã Hòa Bắc đã phối hợp với chính quyền địa phương để vận động tuyên truyền cũng như là hỗ trợ người dân ở các vùng xung yếu đến nơi tránh trú an toàn. Các phương án di dời dân trong điều kiện phòng chống dịch đến điểm sơ tán được chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện. Toàn bộ số hộ dân được di dời đã được test nhanh COVID-19 trước khi ổn định chỗ ở. Các dụng cụ sinh hoạt như chăn, màn gối và nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân đều được chuẩn bị sẵn sàng. Là xã miền núi nằm trong diện nguy cơ cao ảnh hưởng bởi sạt lở và ngập lụt, đường xá lầy lội nên việc triển khai cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay thì cái vấn đề giao thông trên DT601 thì gặp rất là nhiều khó khăn. Cho nên là các lực lượng triển khai công tác phòng chống dịch thì trong quá trình di chuyển đến các thôn thì cũng có những cái trở ngại nhất định. Và bên cạnh đó thì có một số thôn đã tiến hành là mưa lớn đã ngập cục bộ. Nên là chúng tôi phải tổ chức các phương án là sử dụng phương tiện đường thủy để đưa các lực lượng y tế và các lực lượng xuống để mà tổ chức đảm bảo công tác phòng chống dịch cho bà con. Đối với các hộ gia đình, chính sách, người già neo đơn, lực lượng công an xã, dân quân, ban nhân dân thôn triển khai phương tiện đến tận nhà hỗ trợ, di chuyển người dân đến nơi tránh trú an toàn nhanh chóng. Họ tới nhiều lần lắm, đánh mà nếu mà mình chưa đi thì họ cũng vẫn tới họ hấu tốc đi. Chứ còn nói chung ở nhỏ đây thì đi liền. Công an xã cũng như dân quân đã cùng với các ban ngành đoàn thể khác, cùng với các thôn đã phối hợp tuyên truyền vận động bà con là đưa những cái hộ mà ở sát núi cũng như ở dưới ven sông là gặp những cái nguy hiểm như vậy thì đến những cái nơi như trường học cũng như các hộ các gia đình kiên có cái nhà kiên cố để mà trú ẩn. Trước đó, lực lượng công an xã cùng chính quyền địa phương đã vượt hàng chục km đường rừng, kịp thời đưa 97 công nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh thành khác bị mắc kẹt trong rừng ra ngoài. Để chủ động ứng phó và hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 5, thành phố Đà Nẵng đã sơ tán 693 hộ, 2.499 nhân khẩu ở địa bàn xung yếu đến nơi an toàn.